nhiên được đón những tia nắng đầu tiên sau những cơn mưa phùn của mùa xuân Kỷ Hợi, thì chúng ta lại được chào đón một niềm vui chung trong không khí tưng bừng, hồ hởi, hân hoan của hai bên gia đình. Và xin được nồng nhiệt chào đón các bạn của gia đình nhà trai. Đi đầu đó chính là người mẹ sinh thành ra chú rể, cùng với chú rể có hoa tươi thắm trên tay. Và vị đại diện của gia đình nhà trai, chúng ta xin được trân trọng kính mời vào những hàng chỗ ngồi trang trọng nhất trong khi chờ đợi những giây phút của lễ thu quy. Đại diện gia đình nhà trai cùng với Thông Gia đã xuất phát từ Thiên Bình để trở về với An Chỉ Bình Nguyên để chúng ta cùng tiến hành những thủ tục trong lễ vu quy. Mừng cho ngày hôm nay bốn họ được chung một nhà, mừng ngày anh đón em về làm dâu, thỏa lòng nguyện ước bấy lâu nên duyên chồng vợ bên nhau trọn đời. Và trước khi đến với chương trình chính thức của lễ vu quy, chúng tôi xin được trân trọng kính mời một vị đại biểu của gia đình nhà trai sẽ lên có đôi lời phát biểu xin dâu. Xin được trân trọng kính mời ông. Xin gửi lời chào tới các vị đại biểu, các cụ ông, cụ bà, cô dì, chú bác, bạn bè của hai cháu, lời chào chân thành nhất. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các cụ ông, cụ bà, cô dì, chú bác, bạn bè của hai cháu, hôm nay ngày lành tháng tốt, qua quá trình học tập tìm hiểu của hai cháu đã quyết định xây dựng thành vợ thành chồng và được sự ưu tiên của hai gia đình và được sự chứng kiến của chính quyền địa phương hai xã Bình Định và xã Bình Nguyên.
Hôm nay gia đình họ trai chúng tôi sẽ tổ chức đoàn đến tại gia đình họ gái. Trước tiên xin mời các cụ con bà trên chầu uống nước cùng vui câu chuyện tiếp trò mừng ngày phúc cho hai cháu và gia đình họ trai. Chúng tôi cũng theo giờ ấn định là 11:10 là chúng tôi sẽ tổ chức quán lễ xin dâu và dẫn cháu về làm ăn làm dâu con gia đình ông Hoàng Văn Hiệp tại xã Bình Định. Và chúng tôi xin kính mời các vị đại biểu họ nhà gái cùng với đoàn họ nhà trai chúng tôi sẽ về tại gia đình nhà ông Niệm xã Bình Định để tổ chức lễ thành hôn cho cháu. Và sau đây tôi xin nhờ cho ban tổ chức làm các thủ tục xin dâu xin hết ạ. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu xin dâu của vị đại diện gia đình nhà trai. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay đây thì đúng là lối nào cũng lắm yêu thương, đường nào cũng lắm cũng nhiều lứa đôi trong vô như nước với trời, và ngọt ngào là lời của những người tuổi trẻ, những lứa đôi, và đặc biệt là hai em Ngọc Trâm Hoàng Tiệp họ đã trao gửi cho nhau để rồi sẽ nên duyên tình chồng nghĩa vợ. Và sau khi đại diện nhà trai phát biểu xin dâu thì ngay sau đây chúng tôi cũng xin mời vị đại biểu của gia đình nhà gái chúng ta sẽ lên có đôi lời phát biểu. Xin được trân trọng kính mời ông. Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt cho bà gia đình họ nhà gái xin gửi tới tất cả các cụ ông các bà con cô bác đại diện cho họ nội họ ngoại của hai gia đình nhà gái nhà trai cùng bầu bạn thân tình, bà con lối xóm thân tình của hai gia đình đã đến đây dự lễ vu quy của cháu Trâm, mà trong cái chương trình lễ thành hôn của hai cháu do hai gia đình đã ấn định trong ngày hôm nay. Trước tiên qua ý kiến phát biểu của ông trưởng đoàn đại diện cho họ nhà trai có ngụ ý là có ta lễ để xin dâu để cho cháu Trâm về tại phòng cưới của họ nhà trai để chính thức cháu Trâm làm dâu con của các cụ con bà nơi nhà ông Niệm và bà Hương ở xã Bình Định. Đại diện cho họ nhà gái chúng tôi xin nhận lễ và cũng là xin trao cháu dâu Ngọc Trâm cho các cụ công các bà nguyên họ nhà trai ở xã Bình Định. Em một lần nữa xin thay mặt cho gia đình họ nhà gái chúng tôi xin kính chúc sức khỏe của quý các cụ công các bà và toàn thể bà con cô bác họ nội ngoại và bạn gần xa có mặt trong hôn trường trong buổi lễ vu quy ngày hôm nay. Xin một lần nữa trân trọng cảm ơn. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi là lời phát biểu đồng ý cho gia đình nhà trai được đón dâu cùng với những cây trầu xin dâu. Đó chính là một phong tục truyền thống tốt đẹp ngàn đời của dân tộc Việt Nam chúng ta qua bao nhiêu lễ cưới rồi. Thì hôm nay đây chúng ta đã thấy được tình cảm gắn bó của hai nhà thông gia, nhịp cầu nay đã nối liền, sao khéo sông núi đẹp xuyên tơ hồng, bấy lâu hai họ chờ mong đến ngày hôn lễ thỏa lòng lứa đôi. Ngay sau đây tôi xin được trân trọng kính mời hai người mẹ sinh thành ra cô dâu và chú rể, chúng ta sẽ cùng lên để chấp nhận cây chầu lễ của hai nhà hôm nay trước khi trở vào đón cô dâu xinh đẹp Ngọc Trâm. Xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Hương cùng với bà Phạm Thị Miền từ hai quê hương Bình Định và Bình Nguyên, chúng ta sẽ trao nhận cây chầu lễ trước khi trở vào đón cô dâu. Xin trân trọng kính mời hai bà. Các bà trao ở phía ngoài ạ, để chúng ta sẽ có những hình ảnh đẹp trong cái lễ vu quy này. Xin trân trọng kính mời. Chầu đau thăng ngon bởi có người chồng, ớt nhờ tiên tổ đẹp lòng mẹ cha. Và hình ảnh hai bà thông gia sẽ trao nhận cây chầu lễ để đánh dấu mối tình duyên của...
mình về làm dâu, một bà sẽ cho người con trai của mình về làm rể, và hình ảnh này sẽ được lưu lại trong một lễ vu quy. Và sau đây thì xin mời đại diện của hai nhà cùng với hai bà chúng ta, cùng với chú rể sẽ trở vào trong đón cô dâu và để cây trầu câu lên bàn thờ tổ tiên, cầu mong hạnh phúc bình yên trọn đời. Vâng, trước nón bài thơ sẽ được với hình ảnh này, chúng ta sẽ cùng trở vào trong để đón cô dâu ạ. Chúng ta cùng vào đón cô dâu đã, sau đó sẽ ra sau nón sau. Kính mời hai bà trở vào trong đón cô dâu đã. Vâng, kính thưa quý vị, cây trầu câu vừa rồi đã được chấp nhận giữa hai nhà để chứng tỏ rằng tình thông gia đình hai của chúng ta sẽ trải dài trên con đường tình duyên hạnh phúc của hai em gắn bó trọn đời và cùng nhau vun đắp cho cuộc sống tươi trẻ của các con mình. Và hai em cũng thầm cảm ơn công bệnh tay cha đã xuất thành sinh sự để ta có mình, cảm ơn bạn bè thân tình đã giới thiệu mai mối để mình có ta. Và chú rể cùng với đại diện của hai bên gia đình đã trở vào đón cô dâu và họ cũng sẽ hoàn tất các thủ tục lễ bái gia tiên. Xin mời hai em sẽ đứng trước bàn thờ tổ tiên để thắp những nén nhang trước khi trở ra phía ngoài. Giới thiệu ra tao nói. Vâng, và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng hướng mắt về phía cổng hoa, phía cổng chính của ngôi nhà để chào đón sự hiện diện của đôi uyên ương đẹp nhất ngày hôm nay, cô dâu Ngọc Trâm và chú rể Hoàng Tiên. Bằng một tràng pháo tay thật nồng nhiệt của quý vị, xin mời hai bà mẹ sẽ lên đứng bên cạnh hai con để chúng tôi được tiến hành tiếp theo những thủ tục. Tình nguyên thân yêu, hôm nay cô dâu Ngọc Trâm của chúng ta đã chính thức bước lên xe hoa để theo chú rể Hoàng Kiệm về Bình Định kiến xương làm dâu. Thời gian chờ đợi đã lâu, hôm nay hai em đã chính thức để trở thành dâu hiền rể thảo của hai bên bốn họ. Vậy thì chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng trở về đây để vui với chúng tôi, dừng xây hạnh phúc một đời cho em trăm năm trong kiếp vuông tròn, miếng trống dạ sắc son nghĩa tình, lời ca giọng hát thiên sinh, trà ngon cạn chén vì tình hôm nay, vì tình yêu của tuổi trẻ, vì hạnh phúc của lứa đôi. Cho các tôi xin trân trọng tuyên bố lễ vu quy của cô dâu Ngọc Trâm và chú rể Hoàng Tiên chính thức được bắt đầu. Xin mời chú rể sẽ trao cho cô dâu bó hoa tình yêu tình nhật cho ngày lễ thật là hạnh phúc của cô ta đi. Vâng, xin được cảm ơn những nốt nhạc tình yêu mà nhạc công của chúng ta vừa gửi đến với hai em với lời kính chúc của chúng tôi. Chúc cho toàn thể gia đình chúng ta luôn luôn hạnh phúc dưới một mái nhà. Chúc hai em sẽ tình yêu của hai em sẽ tròn mãi như một giọt thủy ngân, dung nhiên chẳng nát dù lăn vẫn tròn. Và kính thưa quý vị, ngay sau đây, ngay sau khi mà chú rể đã tặng bó hoa tình yêu cho cô dâu, thì chúng tôi cũng xin được người mẹ sinh thành và chú rể sẽ tặng chiếc nón bài thơ cũng như một phong tục của chúng ta, đó chính là phong tục buộc dây quai nón của hai người mẹ trong lễ trao dâu nhận rể. Xin trân trọng kính mời hai bà, chúng ta hãy cùng trao nón và cùng buộc dây nón trao cho cô dâu. Hai cháu lùi xuống. Một hình ảnh rất đẹp của lễ vu quy hôm nay chúng ta được nhìn thấy, đó chính là hình ảnh người mẹ chồng và người mẹ của cô dâu đang cùng quay nón để chính thức công nhận người dâu hiền rể thảo của chúng ta. Vâng, chiếc nón này sẽ được trao cho cô dâu. Chiếc nón ngày xưa che nắng che mưa, còn bây giờ mẹ trao cho con để
và niềm mong đợi những người cháu sẽ ra đời trong niềm vui hạnh phúc của thế này. Xin được cảm ơn hai bà và đúng mời hai bà trở về chỗ, mời hai em ngồi xuống để chúng ta cùng đến với những món quà tiếp theo. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, từ thuở lọt lòng bên trước nuôi sinh, con đã được nghe tiếng hát ru của mẹ, tiếng hát cội nguồn à ơi nhẹ nhẹ đưa con vào giấc ngủ mê say. Hôm nay mẹ chắp cánh con bay để dù con ơn cha mẹ suốt đời mẹ ơi, và dù cho đi khắp bốn phương trời, khi trở về bên cha mẹ, con sẽ vẫn là người con ngoan hiếu thảo của gia đình. Và trước khi lên đường trở về với quê hương Bình Định, xin mời cô dâu và chú rể hãy đứng lên để đón nhận món quà chúc mừng cho mối tình duyên của hai em. Đó chính là món quà từ gia đình mà đại diện là người mẹ sinh thành cho cô dâu sẽ lên trao cho người con gái và người con rể yêu quý của mình. Xin trân trọng kính mời bạn. Chào các bạn. Món quà sẽ phải tặng cho con rể với một món quà tuy nhỏ nhưng mà ý nghĩa rất là to lớn, và lời căn dặn rằng từ nay con hãy thay cho mẹ chăm sóc cho người con gái út hiếu thảo của gia đình. Vâng, dù con út khó con út nên là bao nhiêu tình cảm mẹ sẽ dành trọn vẹn hết cho con. Một hình ảnh cũng rất là đẹp, và chúng ta cùng nhổ một tràng pháo tay để chúc cho cô dâu chú rể mãi mãi hạnh phúc bên nhau trong tình thương yêu bao la của gia đình. Là món quà của chị Huyền. Vâng, xin mời chị Huyền sẽ có món quà tặng cho người em bé bỏng. Người em ngày xưa rất bé, bây giờ em đã lớn hơn, em đã trở thành một nàng dâu xinh đẹp, nết na thảo hiền. Và với món quà này thì anh chị cũng chúc cho em sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Kính thưa quý vị, gia đình của chúng ta còn có một món quà nữa từ anh chị Hào Hà. Ngày hôm nay vì công việc cũng bận mải và công tác phương xa thì anh chị có trao món quà cho em gái mà nhờ chị Huyền tặng rồi, đúng không ạ? Và em hai em cảm ơn anh chị rất nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, cùng với những món quà của gia đình đó, những chính là những món quà vô giá của tất cả chúng ta. Một chào pháo tay thật nồng nhiệt. Vâng, xin cảm ơn rất quý vị. Và hai em ơi, chúng ta rất là hạnh phúc, rất là vui rồi. Thì ngay sau đây, chú rể nãy giờ cũng có rất nhiều tâm sự muốn gửi gắm đến tất cả quý vị. Bởi vì chú rể có biết không, cô dâu là một người con út của gia đình đấy. Người con út này có rất nhiều tình cảm với cha với mẹ. Hôm nay đã lên đường để trở về Bình Định rồi, thì có rất nhiều điều muốn nói với cha với mẹ. Nhưng hôm nay sẽ nhờ qua chú rể, thì xin mời chú rể của chúng ta, một chú rể rất là nghiêm túc từ nãy đến giờ, đứng chẳng ôm cô dâu tí nào. Xin mời chú rể có ý kiến gì đối với cha mẹ của cô dâu và với họ hàng, với các cô các bác từ mọi miền phương xa trở về với ngày vô kỳ hôm nay. Xin mời chú rể. Cảm ơn. Dạ, hôm nay ở đây con cũng xin phép là cảm ơn bố mẹ đã sinh thành ra Trâm. Hôm nay Trâm ở đây và cùng với con đấy. Cảm ơn mọi người. Rất là ngắn gọn nào. Vâng, chú rể đang xúc động. Người ta thì bảo là cười như anh quá hỏng thi mà khóc như chú rể được lấy cô dâu xinh đẹp về làm vợ. Mà chú rể thì đang rất xúc động, đúng không ạ? Mà cũng dâu Huyền thì thẹn nhà trai, rể Huyền nhà gái chúc mai đời đời. Ngày vui xin có một bài hát để dành tặng cho em gái Ngọc Trâm và chú rể Hoàng Kiệp. Vâng, xin mời quý vị cùng lắng nghe bài hát Thuyền Hoa của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ.
bạn thấy mỹ để chế ra cùng thấy được vui cảnh tươi vui trong một lễ vu quy. Mà hôm nay đây thì Nam Môn Đa Hiệp Khánh Nữ Tế Cẩn Thừa Long đẹp duyên con, cha mẹ cũng mừng lòng, mừng cho hai con bốn chữ nhi kỳ sa thất. Ngày hôm nay thanh thiên bạch nhật, cha mẹ cho hai con về hợp cẩn hồi môn. Ngọc Trang và Hồng Kiều xin hứa sẽ luôn luôn chọn đào dâu hiền dề thảo để vui lòng mẹ cha. Và kính thưa quý vị, trong hơn 30 phút của chương trình lễ vu quy, chúng tôi đã thấy được niềm vui rạng ngời trên mọi khuôn mặt có mặt nơi đây cùng với hai em, để rồi lễ vu quy của chúng ta đã thành công rực rỡ. Và giờ thanh long hoàng đào đã đến rồi, xin mời toàn thể chúng ta cùng với cô dâu chú rể hãy nhổ neo con thuyền trở về với bến đỗ tình yêu tại quê hương Bình Định Kiến Sương. Một lần nữa chúng tôi xin được thay lời cho gia đình nhà gái, thay lời gia đình nhà trai, cô dâu Ngọc Trâm và chú rể Hoàng Kiệp cùng gửi đến quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới sự hiện diện của quý vị đã có mặt tại nơi đây để lễ vu quy của cô dâu đã thành công rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào tạm biệt. Mặt sau gia đình hòa tay xin kịch bày các sự trông các bà cô dì chú bác bạn bè của hai cháu họ gái sẽ cùng lên xe cùng với cô dâu chú rể để về tại vương trường nhà hòa tay xã Bình Định để tổ chức tiếp thành hôn hai cháu. Xin trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa quý vị, ý kiến của đại diện gia đình nhà trai đó là phía ngoài có rất nhiều những chiếc xe hoa đã chờ sẵn để tất cả quý vị chúng ta